Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi Chí Bóng. Bài này khó lắm. Bài này khó. Không khó, không khó. Ok. Xin chúc mừng. Có ông Nhung. Chị đã rất tự tin đã chọn Nếu Anh Đi. Bài này chỉ có 3 người thôi. Chuyện 3 người chọn rất là nhanh. Em nào muốn về đội chị? Trái tim này buồn biết mấy. Dù biết trong lòng nhìn khao khát dễ sợ. Không còn thương lắm đây. Nào, Lan Ngọc. Lan Ngọc, Lan Ngọc. Nói gì hả? Ok, ok. Nếu anh đi, trái tim này buồn biết mấy. Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đây. Wow. Nhạch, nhí nhạch đi. Hai đứa ngồi luôn. Chúc mừng chị Hồng Nhung. Chị Bóng. Chị Bóng 9X. Chị Bóng 9X. Chị chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất. Linh Ly. Ô, Linh Ly. Linh Ly. Em hả? Em hả? Em hả? Chị Linh Ly đúng không? Không? Áo vàng nhanh lên vào đây. À. Nghe chưa? Dạ. Khi lên ba người hát, đi dép xẹp nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Giày ba lê, còn chỉ đi giày 16 phân. Dạ vâng. Em cảm ơn chị. Về rồi. Bên kia là team nhan sắc chị ạ. Nhóm mình là team vocal. Đúng rồi, nhóm mình là team vocal. Dạ vâng. Còn team chị là? Team giải trí. Comedy. Comedy. Alala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quanh Show và ứng dụng Alala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.